Đây, đây là đường Nguyễn Tất Thành nha các bạn à. Đây. Rồi, tôi rẽ. Rẽ trái. Vô con đường Đòm Quang Trung. Đây, đây là đường Đòm Quang Trung này. Vô những con đường trong khu dân cư. Tôi chia sẻ các bạn xem Đòm Quang Trung. Trời ơi, bộ gần tối rồi các bạn. Đường Đầm Quang Trung. Đường nhỏ nhỏ nhưng mà đẹp nha. Từ Nguyễn Tất Thành ngang qua Đầm Quang Trung. Đây là đường Đầm Quang Trung. Đây là thông gì không biết. Đầm Quang Trung mà thông gì đi xem thử. Đường này hành nhận chạy ra khu dân, khu chung cư nhà ở xã hội. Con đường cắt ngang thế này. Đường này là đường chi? Đây, khu chung cư nhà ở xã hội. Quang Trung nó đi qua túc bên kia. Rồi khu này tôi đi rồi. Bữa trước tôi để đi hôm nay Honda rồi đó. Đi Honda chia sẻ các bạn xem rồi. Nè, chờ tôi qua lại. Đi đúng cũng được khác. Xuống quan đường này, đường này là đường Nguyễn Bá Phát này, từ qua rẽ qua bên này là đường Võ Duy Dương à, Võ Duy Dương.
Di Dương. Võ Di chi? Võ Di Dương. Bác xin bày ngô rốc quyền á. Chú à, chỗ này có có nhiều cái cây hâm bông giấy đẹp giờ. Võ Di Dương. Đi cánh đường đẹp quá hì. Tôi vừa ra tôi đi là con đường Vũ Huy Tằng à. Rồi đã qua đường Nguyễn Di Võ Di Dương. Võ Di Dương. Rồi, đã qua con đường này. Bên này đường gì? Nguyễn Hằng Chi à? Nhiều đường ghê. Bắt ra đường Nguyễn Hằng Chi. Gặp như là hình như đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bàn vậy. Ok, là Nguyễn Lương Bàn rồi. Rồi, tầng qua bên này. Trần Tăng. Đây là đường Trần Tăng.
tăng tăng. Tăng tăng chứ, tăng tăng. Đường lên đường tăng tăng. Chứ phải tăng tăng. Hồng Tung à. Tăng tăng này, không đường này lên đường Hồng Hồng Tung chính. À khu vực này khu vực Hồng Tung. À Hồng Tung. Hồng Tung chính. Khu này là có nhiều Hồng Tung hả? Hồng Tung 8, Hồng Tung 6, Hồng Tung 9. Đây khu vực này là khu vực Hồng Tung em hả? Dạ. À Hồng Tung là của phường Hiệp Nam. À. Cảm ơn nha. Hồng Tung. Rồi, ra đường này là đường Mỹ Linh rồi. Lý Tự Nhất Thống. Đây là đường Mỹ Linh nè. Hồng Tung. Vũ Duy Dương à, Vũ Duy Dương là hồi nãy nè. Này, Vũ Duy Dương. Nãy tôi đi khúc qua khúc trai. Vô lại khúc này. Rồi, chỗ này có nghe quán nhậu sống rất hả. Đẹp chưa à? Tiết Linh, ngay chỗ này bị da à. Ôi dạ. Rực rỡ. Bị da. Võ Duy Dương. Đường này là đường Võ Duy Dương được không? Ôi, tôi về lại ra đường Mỹ Linh. Bye.
đây là đường Mê Linh, con đường trung tâm. Nhờ còn những con đường hồi nãy đây đi là con đường căn khu Hồng Trung và Hồi Hiệp Nam. Đây là đường Mê Linh, đi chưa lên đèn, đường chưa lên đèn nhé. Mê Linh tối rồi, bê thui bún mì. Rồi tới đây là tôi kết thúc video các bạn nha. Đây rồi, giờ rồi tôi chia sẻ các bạn những con đường tại khu vực Hồng Trung ở Hiệp Nam. Và đây là ra con đường trung tâm nè, đường Mê Linh. Đây, video của tôi đến đây kết thúc hẳn, các bạn video sau. Xin chào, xin chào các bạn. Trời đã tối, sắp tối, điện đường chưa lên à. Rồi xin chào.